Người phụ nữ này đang mặc đồ ngủ rồi đi xuống tầng, nhưng trông cô gái này có vẻ vô hồn. Người chồng đang ở tầng dưới và nói chuyện gì đó. Cô gái đang bước xuống với cơ thể ướt nhẹp. Lúc này người đàn ông đang cầm điều khiển nhặt được trong cái điều hòa của cô ấy. Người đàn ông liền ấn nhẹ một cái. Người phụ nữ dừng lại ngay lập tức. Vòng một của cô gái đột nhiên to lên một cách bất thường. Người đàn ông và những cô gái nhìn thấy cảnh tượng này thì rất hoảng hốt. Họ nhanh chóng rời khỏi căn nhà của cô gái này. Bạn không hề nhìn nhầm đâu. Cô gái có thân hình vô cùng gợi cảm này. Thực tế cô ấy đã bị con người cải tạo thành người máy. Vào nửa năm trước, cô ấy vẫn là một cô gái mạnh mẽ có thể điều khiển cả thành phố này. Chỉ vì nửa năm trước vợ chồng cô ấy chuyển đến thị trấn này để nghỉ ngơi. Mà gần đây người chuyển vào nhà này có một gia đình nọ. Ban đầu cô gái này là một người dẫn chương trình lên tiếng của nữ quyền. Nhưng không ngờ là chương trình này đã khiến cho một cặp vợ chồng ly hôn vì một cuộc tranh luận. Người đàn ông bị ly hôn đã cầm theo một khẩu súng lục. Sau đó ông ta lấy nó ra và tấn công mọi người. Cảnh tượng này đúng là vô cùng kinh hoàng. Điều này đã khiến cho người dẫn chương trình mất việc ngay tại chỗ. Cô ấy vô cùng buồn bã nên đã được chồng đưa đi nghỉ mát. Hai người họ muốn thay đổi môi trường sống để tìm lại hạnh phúc của bản thân. Chiếc xe ô tô đi vào cánh cổng của ngôi nhà. Ấn tượng ban đầu của họ về thị trấn này có vẻ tốt. Ở đây có rất nhiều ngôi nhà với những cửa sổ lớn và bóng cây vô cùng mát mẻ. Họ có thể sống trong những căn biệt thự lớn đầy đủ tiện nghi. Bà chủ biệt thự này cũng rất nhiệt tình. Bà ấy đã cung cấp cho họ một ngôi nhà vô cùng hiện đại và thông minh. Họ còn được cung cấp một robot chó vô cùng thông minh. Quan trọng hơn nữa là quan hệ với những hàng xóm xung quanh đây cũng rất hài hòa. Những người vợ của các gia đình thường sẽ tụ tập với nhau để tham gia các bộ môn thể dục. Gia đình họ chuyển đến chưa được bao lâu thì bà chủ nhà liền giới thiệu Joanna với mọi người. Cô ấy sẽ tham gia lớp học nhảy với các bà vợ trong khu này. Những người vợ ở đây đều có mái tóc vàng và một cơ thể thon thả rất đẹp. Không những thế, trên môi họ cũng luôn nở một nụ cười tươi. Thậm chí là tông giọng của tất cả mọi người cũng rất giống nhau nữa. Trông ai cũng giống như búp bê Barbie di động vậy. Bà chủ nhà liền ấn vào bảng và chọn nhạc để bắt đầu bài luyện tập. Lúc này những người vợ cũng nhanh chóng luyện tập. Cô gái Joanna đứng sang một bên và cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Suýt chút nữa thì cô ấy đã dùng chân cạo cả cái sàn nhà lên rồi. Đến ngày cuối tuần thì ở đây vô cùng đông vui. Vì ở đây đang tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn. Gia đình cô gái Joanna cũng vui vẻ đi đến đây tham dự. Chẳng mất quá nhiều thời gian để cô ấy nhận ra có gì đó không ổn ở đây. Những người phụ nữ ở đây đều đang nói về chồng của họ một cách rất nhiệt tình. Điều này khiến cô gái Joanna cảm thấy vô cùng khó chịu. Có một nữ nhà văn mới chuyển đến cũng cảm thấy vô cùng khó chịu giống như cô gái Joanna. Cùng với người kiến trúc sư này, bởi vì họ đều thấy nơi đây khá kỳ lạ nên cả ba nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Sau bữa trưa, bữa tiệc đột nhiên nổi một bài nhạc vô cùng lãng mạn. Những người hàng xóm cũng nhảy theo bộ nhạc một cách rất vui vẻ. Cô gái tóc vàng này đang khiêu vũ vô cùng nhiệt tình. Cái miệng cô ấy vẫn không ngừng lặp lại câu nói quay đều quay đều quay đều. Cô gái quay không ngừng trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sau khi quay hàng chục vòng thì cô gái cuối cùng cũng ngã xuống đất. Miệng cô gái cũng không ngừng co giật. Trông cô ấy như một cái máy bị hoạt động quá tải vậy. Cô gái Joanna lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra với người phụ nữ. Cô ấy liền lớn tiếng và hỏi những người hàng xóm. Cô bảo họ hãy nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Lúc này thì một người đàn ông mặc vest cũng bước ra từ đám đông. Mọi người đều chú ý đến người đàn ông này. Ông ấy liền ngồi xuống phía dưới. Cô gái Joanna cũng cúi xuống và nhìn dưới chân mọi người. Cô ấy thấy người đàn ông bẻ gãy đầu của cô gái một cách thô bạo. Sau đó ông ta nói rằng người phụ nữ này đã bị say nắng. Cô ấy cần được đưa về xe và nghỉ ngơi một chút. Lúc này cô gái Joanna càng cảm thấy mọi chuyện kỳ lạ. Sau khi về nhà, cô ấy đã thảo luận việc này với người chồng của mình. Nhưng không ngờ là chồng cô ấy lại không cảm thấy nghi ngờ gì vì thị trấn này cả. Anh ấy cho rằng là do tâm lý của cô gái Joanna không ổn. Joanna nghe xong liền tỏ ra vô cùng khó chịu. Ngày hôm sau cô ấy liền hẹn nữ nhà văn và kiến trúc sư đến nhà của cô ấy chơi. Lúc này ba người họ liền bàn luận về cô gái tóc vàng kỳ lạ hôm nọ. Tất cả đều cho rằng cô gái này có bí mật gì đó không thể nói ra. Thế là họ quyết định đi điều tra sự thật. Tất cả lặng lẽ đi đến nhà của cô gái tóc vàng. Nhưng không ngờ là cô gái tóc vàng và người chồng đang tranh luận ở nhà. Ba người đứng im dưới tầng lắng nghe câu chuyện của họ. Cô gái Joanna nghe giọng nói lớn của cô gái thì phán đoán. Xem ra cô gái này đã khỏe mạnh hơn hôm trước rồi nhỉ. Đúng lúc này thì kiến trúc sư cũng phát hiện ra một thứ. Trên sàn nhà này có một cái điều khiển từ xa có tên cô gái. Vì tò mò nên anh chàng này liền ấn một nút ở đó. Kết quả là chúng ta có cảnh đầu phim như các bạn đã thấy. Còn chồng của Joanna thì kể từ khi chuyển đến đây để nghỉ ngơi, anh ấy đã trở thành một phần của những người hàng xóm ở đây. Chiều hôm nào thì anh ấy cũng đều đi đến câu lạc bộ để chơi bóng. Lúc này anh ấy cũng vô tình hỏi những người hàng xóm vì sao mà vợ của mấy ông đều xinh đẹp và khiêu vũ cũng rất giỏi như vậy. Hơn nữa họ còn rất thân thiện với mọi người và ngày nào cũng quan tâm đến các ông chồng nữa. Chủ nhà lúc này cảm thấy đã đến lúc cần nói sự thật. Ông ấy liền liếc mắt sang anh chàng đeo kính cận bên cạnh. Anh chàng đeo kính liền gọi người vợ của mình đến. Sau đó anh ấy đưa cho cô gái một cái thẻ ngân hàng. Anh ấy liền bảo cô đi lấy tiền ở ngân hàng. Lúc này cô gái liền đưa thẻ ngân hàng vào miệng rồi nuốt luôn. Ngay sau đó cô ấy đã ói ra một xấp đô la mới tinh. Hóa ra tất cả những người vợ trong thị trấn vô cùng kỳ lạ này đều đã được người chủ nhà cải tạo lại trí thông minh. Họ đều làm theo sự kiểm soát của một chương trình. Những người phụ nữ này đều vâng lời chồng của mình. Thậm
chí họ còn có thể nâng cấp những bộ phận trên cơ thể. Còn có một điều đáng sợ hơn nữa, đó chính là anh chàng này cuối cùng cũng đồng ý với việc cải tạo của ông chủ nhà. Còn cô gái Joanna sau khi biết được câu chuyện về chiếc điều khiển, cô ấy cảm thấy khó chịu vô cùng. Đến tối cô ấy bất ngờ bị chú chó robot đánh thức. Lúc này cô ấy liền nhìn xuống. Chú chó đang ngậm một cái điều khiển từ xa giống y hệt cái mà cô ấy thấy. Và trên cái điều khiển này có tên của cô ấy. Cô gái Joanna cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng đứng dậy và tìm kiếm thông tin của những người hàng xóm. Chẳng mấy chốc mà thông tin của những người phụ nữ cũng xuất hiện. Hóa ra họ đều là những nữ cường. Tất cả đều rất giỏi giang và vô cùng độc lập trong cuộc sống. Và những người chồng của họ thì đều là người không có năng lực. Nhưng sau khi họ chuyển đến khu vực này để nghỉ dưỡng, thì tất cả đều trở thành những bà nội trợ ngoan ngoãn vâng lời. Joanna rất muốn điều tra thêm về sự thật. Lúc này cô ấy đi vào căn phòng của chủ nhà vào buổi tối. Nhưng không ngờ là chủ nhà chưa ngủ và đã đợi ở đây rất lâu. Lúc này người chồng của Joanna cũng dẫn theo một vài hàng xóm nam giới đến. Họ đã đứng chặn ở và khiến cô ấy không có lối thoát. Cô gái Joanna vô cùng thất vọng. Cô ấy không dám tin vào lời thề năm đó của người chồng nữa. Chồng Joanna đã từng nói sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng cuối cùng anh ta lại đi phản bội cô. Chủ nhà bên cạnh thì liền đưa ra ý kiến khác. Ông ta liền nói với Joanna rằng họ chỉ cho thêm một con chip vào đầu của những người phụ nữ. Từ đó thì những cô gái này sẽ có đầy đủ công dung ngôn hạnh. Và đương nhiên là tất cả sẽ nghe lời răm rắp những ông chồng. Và nếu các ông chồng không hài lòng với vóc dáng của vợ mình, thì con chip này cũng có thể cải tạo lại cơ thể người vợ. Lúc này thì chỉ cần một nút ấn là xong. Muốn gì thì chỉ cần ấn điều khiển. Đây là người vợ hoàn hảo mà ai cũng muốn. Đối mặt với sự bao vây của những người hàng xóm khốn khiếp, cô gái Joanna biết giờ này dù mình có nói gì đi nữa thì cũng vô ích. Thế là cô ấy ngoan ngoãn đi vào phòng cải tạo cùng người chồng của mình. Cô ấy đã hoàn thành việc cải tạo của mình. Ngày hôm sau, cô gái Joanna ngoan ngoãn xuất hiện trong siêu thị. Cô ấy mặc một chiếc váy thật đẹp và đi cùng người chồng của mình. Họ đã thực sự hòa nhập vào gia đình cộng đồng. Lúc này mọi người đang đứng hai bên và vỗ tay không ngừng. Nhưng giây phút quan trọng nhất đã đến. Hóa ra là suốt thời gian quan vợ chồng Joanna đã âm thầm hành động. Họ giả vờ đóng kịch để dắt mũi tên chủ nhà. Và người chồng của Joanna cũng tận dụng cơ hội thâm nhập. Anh ấy đã lẻn vào căn phòng của chủ nhà. Lúc này anh ấy đã xuất ra hệ thống kiểm soát những người vợ. Sau đó anh lựa chọn tắt đi. Chẳng mấy chốc mà những bà vợ trong phòng đều đột nhiên phát sáng. Lúc này tất cả đều tỉnh lại. Và họ cùng tức giận và bao vây những ông chồng. Ai nấy cũng động tay động chân rất ác liệt. Các ông chồng liền lấy điều khiển ra hướng về những người vợ. Nhưng đương nhiên là không có gì hoạt động được. Thấy tình hình đã mất kiểm soát, tên chủ nhà nhanh chóng đi ra ngoài xử lý. Lúc này thì cô gái Joanna và người chồng cũng ra mặt. Cô ấy giúp mọi người thấy bộ mặt thật của ông ta. Kết quả là chủ nhà tức giận và cầm cái chân nến. Ông ta định giết chồng của Joanna. Đúng lúc quan trọng thì người phụ nữ mạnh mẽ cũng ra tay. Sau đó cô ấy liền cầm một cái chân nến lớn. Cái đầu của tên chủ nhà cũng bay ngay tại chỗ. Đầu của tên địa chủ bay xa 8 thước mà không đổ một giọt máu. Thay vào đó có rất nhiều tia điện nhỏ bắn ra bên ngoài ở cổ của hắn. Hóa ra bản thân chủ nhà cũng là một người máy. Trong phút chốc vợ ông ta liền ôm lấy chồng mình và khóc lóc. Hóa ra danh tính thực sự của cô ấy là một nhà khoa học. Vì trước kia cô ấy luôn bận rộn với công việc nên không quan tâm đến chồng mình. Trong một lần tức giận cô ấy đã ra tay với chồng mình. Sau một hồi đau đớn gục ngã, cô ấy quyết định sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân viên mãn. Nhờ thực hiện nhiều cuộc thử nghiệm, cô ấy đã tạo ra người chồng người máy đầu tiên. Sau đó cô thành lập một cộng đồng và muốn thực hiện kế hoạch của riêng mình. Sau khi nói xong thì cô ấy liền nhặt cái đầu của chồng mình lên. Cô ấy định hôn tạm biệt ông ấy lần cuối. Nhưng đầu máy này hiện tại vẫn bị giò điện. Thế là cô ta cũng chết ngay tại chỗ. Những ông chồng cũng bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.